Sức của tôi rất lớn lộn khi mà có rất nhiều đối thủ tham gia, một chút lo sợ, một chút thiếu tự tin, nhưng mà bên cạnh đó kèm theo một chút động lực để mình cố gắng hơn. Khi tôi biết hai đối thủ của mình thì tôi nghĩ là họ cũng khá mạnh, nhất là Nhung. Thì tôi biết là Nhung cũng nấu món Âu, món Á đều tốt cả. Anh Vũ thì mình chưa tiếp xúc nhiều nên mình cũng không biết khả năng của anh ấy như nào. Hôm nay mình đi thi thì mình chọn món cá hồi áp chảo với cả sốt bia lê sốt. Thì mình chọn món đấy vì mình thích, một là mình rất thích ăn cá hồi, hai là cái sốt đấy nó ngậy ngậy và nó chua chua nên ăn rất hợp với mình. Và mình cũng hay, thường mình cũng hay làm món đấy nên mình quyết định mình chọn món đấy. Mình nghĩ cái đặc biệt nhất là nó ở cái phần gia vị của nó, có cái cây ngải giấm, nó có mùi nó hơi đặc trưng một tẹo, nó có hơi vị chua một tẹo nữa. Cái giấm nó có vị chua nên ăn rất hợp với cả đồ nướng. Tôi gặp khó khăn lớn nhất trong quá trình nấu của mình là tôi kiểm soát thời gian. Với cả khó khăn thứ hai là tôi cũng chưa quen cái bếp nên là lúc mà bật tắt mình rất mất thời gian. Hai là hôm nay vấn đề lớn gặp nhất là cái cá hồi. Bình thường cá hồi thì họ rút xương ra cho mình. Nhưng mà lúc mà tôi cắt ra thì tôi biết là họ chưa rút xương nên tôi rất mất thời gian khi mà tôi rút cái xương ra. Khi tôi hoàn thành xong món của mình, tôi nhìn hai món của đối thủ thì tôi cảm thấy cũng có phần lo lắng vì các bạn nấu trình bày rất đẹp. Cảm giác là vị sẽ rất ngon. Nhận xét ban đầu về món của tôi là anh Hoàng Khải thì anh bảo cái nước sốt hơi chua một tẹo, thì tôi đúng là cái nước sốt nó hơi chua một tẹo. Khi mà tôi cái kiểm soát thời gian tôi không tốt nên tôi không đun được cái nước chưng ấy nó lâu hơn một tẹo để nó mất cái mùi giấm đi. Tôi cảm thấy rất bất ngờ và cũng có một chút sốc khi tôi là người đầu tiên nhận được cái chiếc tạp dề. Khi mà ban giám khảo lựa chọn thì anh Hải thì anh nghĩ là nếu mà anh được lựa chọn thì anh sẽ chọn cái món của bạn Nhung. Và lúc đấy thì là tôi nghĩ là cơ hội của tôi đã giảm đi 50% rồi. Sau đó thì là đến khi mà hỏi chị Hà chọn món nào thì chị Hà lại chọn món của tôi và quyết định trao cái chiếc tạp dề đầu tiên cho tôi, thì tôi cảm thấy là rất là ngạc nhiên. Tôi cũng thấy có một chút sốc nên tôi nên anh lúc đấy tôi rất ngạc nhiên đến nỗi anh Hoàng Khải phải gọi tôi lên để lấy cái chiếc tạp dề. Khi mà ban giám khảo quyết định trao hai cái tạp dề cho hai đối thủ bên cạnh thì tôi nghĩ là cái đấy hoàn toàn hợp lý. Vì khi mà tôi nhìn món ăn của các bạn thì tôi nghĩ các bạn xứng đáng các bạn vào vòng trong.